Những bạn nào mà yêu thích đọc sách, đam mê đọc tiểu thuyết thì các bạn không nên bỏ qua cái video này. Ừ. Bởi vì sao? Bởi vì trong video này Hết Tâm sẽ giới thiệu đến các bạn một cái app đọc tiểu thuyết để kiếm tiền nó rất là hay. Chưa bao giờ mà kiếm tiền dễ đến vậy luôn. Chỉ cần một chiếc điện thoại di động thôi. Ngồi nhịp dò lướt 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 lướt, lướt ngày lụm một hai sị. khỏe ra. cái app này nó rất là phù hợp với những bạn học sinh nè sinh viên nè những người rảnh rỗi muốn kiếm thêm thu nhập đó vừa giải trí mà vừa có tiền ok và bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa Nếu như các bạn muốn biết cách thức đọc tiểu thuyết để kiếm tiền như thế nào thì ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo thế tâm nhé nào ok và bước đầu tiên thế tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tải ứng dụng về khi các bạn đang xem video hướng dẫn của thế tâm nè đó, thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần bình luận bên dưới nè. Các bạn sẽ nhìn thấy được cái đường link mà Thái Tâm để dưới đây, các bạn sẽ nhấp vào cái đường link này để tải cái ứng dụng về. Đó. Chọt vô. Đó, sau khi các bạn nhấp vào nó sẽ ra một cái trang web như thế này. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào tải về để thu thập. Đó thì nó sẽ ra cái ứng dụng nè, các bạn cứ cài đặt như bình thường thôi. Và sau khi các bạn cài đặt xong, chúng ta sẽ có được một ứng dụng như thế này. Bây giờ các bạn sẽ mở lên. Ở bước đầu tiên để kiếm được tiền thì các bạn cần đăng ký một cái tài khoản. Đó, các bạn sẽ nhấp vào cái phần tôi nè. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào đăng nhập. Các bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc là tài khoản Google. Bây giờ Hải Tâm sẽ đăng nhập bằng tài khoản Google. Đó, sau khi các bạn đăng nhập xong nó sẽ ra cái tài khoản như thế này. Nếu như các bạn mới tải ứng dụng về lần đầu tiên á, thì các bạn sẽ nhấp vào nhập mã lời mời nè. Để các bạn sẽ nhận một cái số xu. Đó, các bạn sẽ nhấp vào đây để các bạn nhập mã giới thiệu. Các bạn sẽ ghi là 54781008. Đó, các bạn ghi đúng mã giới thiệu này. Các bạn sẽ nhấp vào chữ gửi. Lập tức các bạn sẽ nhận được 40.000 điểm. Đó, rất là đơn giản để có điểm. Chỉ cần các bạn nhấp vào nhập mã lời mời, các bạn nhập đúng cái mã mà Thế Tâm để các bạn sẽ nhận được 40.000 điểm. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái phần trang chủ nè. Đây là cái giao diện để các bạn có thể đọc báo, đọc tin tức để các bạn kiếm tiền. Đó các bạn có thể kéo xuống để các bạn xem. Có rất là nhiều tin tức để các bạn đọc nè. Đó ví dụ các bạn muốn đọc tin nào thì các bạn chỉ việc nhấp vào cái tin đó. Thì ở đây nó sẽ có cái thanh tròn nè, ví dụ như khi các bạn lướt các bạn đọc. Thì cái thanh tròn này nó sẽ chạy. Đó, khi nào nó quay đầy cái này thì các bạn sẽ nhận xu. Đó, các bạn cứ đọc tin tức như bình thường thôi. Đó, sau khi cái thanh đầy thì các bạn sẽ nhấp vào cái ô tròn này để các bạn nhận điểm. 191 điểm. Đó, cứ như vậy các bạn cứ đọc thì cái thanh đó cứ đầy. Các bạn đọc càng lâu thì điểm nó càng nhiều. Còn ví dụ các bạn không muốn đọc tin tức thì các bạn bấm trở ra. Đó, nếu như các bạn muốn đọc tiểu thuyết để các bạn kiếm tiền á thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần tiểu thuyết nè Ở đây thì có rất là nhiều chuyện để chúng ta đọc luôn Đó. Nhật ký cuộc đời giữa chúng ta Em không cần trở lại nữa Đó, ví dụ các bạn đọc cái chuyện này đi Nhóc vào Cái chuyện nào cảm thấy các bạn phù hợp thì các bạn đọc thôi Rồi, bây giờ các bạn sẽ lướt xuống để các bạn đọc Khi các bạn đọc cái thanh tròn này nó cũng đầy thì các bạn sẽ nhận được xu vừa cộng 61 xu. Các bạn cứ lướt đọc thôi. Cái tiểu thuyết này nó cũng khá là ngắn. Đó, các bạn càng lướt đọc thì điểm nó càng nhiều. Đó, công việc của các bạn rất là đơn giản là chỉ việc đọc thôi. Các bạn thích tiểu thuyết nào thì các bạn sẽ đọc cái tiểu thuyết đó. Ngoài đọc báo, đọc tiểu thuyết để kiếm điểm ra thì các bạn còn có thể kiếm điểm bằng cách là các bạn điểm danh, các bạn chơi game. Đó. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần nhiệm vụ nè. Đó, tiếp theo các bạn sẽ nhấp ở trên phần nhiệm vụ nè. Đó, mỗi ngày các bạn có thể vào các bạn điểm danh, các bạn nhấp vào đăng nhập nè. Đó, là nó sẽ cộng cho bạn. các bạn 400 xu. Còn nếu các bạn muốn chơi game các bạn sẽ kéo xuống dưới. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần này. Ở đây nó cũng có rất là nhiều nhiệm vụ chơi game để các bạn chơi nè. Mỗi cái tựa game thì các bạn sẽ nhận được cái số điểm tương ứng. Đó, ví dụ như game này các bạn sẽ nhận được 928.000 điểm. Game này các bạn sẽ nhận được 1 triệu 129 ngàn điểm. Ví dụ các bạn muốn chơi game nào thì các bạn chỉ việc nhấp vào game đó. Đó nó có cái cột mốc nè. Level 10 thì các bạn sẽ nhận được 6.048 điểm. Các bạn chơi tới cột mốc nào thì các bạn sẽ nhận được cái số điểm đó. Các bạn không cần phải chơi hết đâu. Nếu như các bạn muốn chơi thì các bạn chỉ việc nhấp vào đây để các bạn tải game về các bạn chơi thôi. Và sau khi các bạn đọc tin tức, các bạn đọc tiểu thuyết, các bạn chơi game, các bạn có được một cái số xu nhất định rồi thì bây giờ Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đổi ra tiền để đổi xu ra tiền thì rất là đơn giản các bạn sẽ nhấp vào cái chữ tôi nè để rút được tiền thì các bạn sẽ nhấp vào chữ chuột lại nè thì ở đây các bạn có thể rút tiền về ngân hàng nè rút tiền về Paypal nè hoặc là các bạn có thể đổi thẻ game nè hoặc là các bạn cũng có thể nạp tiền vào điện thoại đó bây giờ Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách rút tiền về cái tài khoản ngân hàng đó các bạn kéo qua đây các bạn sẽ nhấp vào thẻ ngân hàng nè các bạn sẽ kéo xuống ở đây nó có 3 mức để các bạn rút tiền nè, 106.000, ngàn, 242.000 ngàn và 680.000. Để rút được 106.000 thì các bạn cần có 6.360.000 xu. Còn nếu như các bạn muốn rút 242.000 thì các bạn cần có 14.520.000 xu. Bây giờ ví dụ như các bạn có đủ xu đi các bạn rút 106.000 thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Đó khi các bạn rút 106.000 thì thực tế các bạn chỉ nhận được 100.000 thôi. Đó các bạn sẽ bị trừ phí xử lý 6 000 Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào đây để các bạn chọn cái tài khoản ngân hàng Ở đây nó chỉ hỗ trợ các bạn rút tiền qua 3 ngân hàng Vietcombank, Viettinbank và BIDV thôi Bây giờ ví dụ Huy Tâm sẽ rút qua cái tài khoản ngân hàng BIDV Sau đó các bạn sẽ nhập cái số tài khoản ngân hàng của mình vào đây Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhập cái tên trên cái tài khoản ngân hàng Đó sau đó các bạn sẽ nhấp vào Nộp Thanh toán thành công đó, sau khi các bạn rút xong thì các bạn chỉ cần chờ từ 3 đến 5 ngày là tiền nó sẽ về cái tài khoản ngân hàng của các bạn. Các bạn có thể nhấp vào chữ hồ sơ quy đổi để các bạn kiểm tra nè. Đó, nếu như, như các bạn thấy nó để thanh toán hoàn tất như vậy là ok. Như vậy là Hết Tâm vừa hướng dẫn cho các bạn cái app đọc tiểu thuyết để kiếm tiền nó rất là dễ dàng phải không nào. Còn ngại ngùng gì nữa mà không chịu nhấp vào cái đường link dưới phần bình luận bên dưới để tải về đăng ký và kiếm tiền thôi nào đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của sẽ làm nhé và bây giờ hãy tầm xin nói lời chào tặng ái và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn những video tiếp theo xin chào